Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Chào bạn. Hôm nay team mình sẽ làm tập 3 của series truy tìm quái thạch khủng long. Ủa sao cái không khí bữa nay kỳ trời, không vui hay mấy đứa? Hôm nay anh cho tụi em nghỉ sớm chút xíu nha. Tại nay sinh nhật của ông Quang nè, nó mời tụi em đi ăn. Ủa sao sinh nhật của em mà anh không nhận được thông báo trên Zalo vậy? Dạ em tắt thông báo sinh nhật trên Zalo rồi. Tại em thấy cái ngày đó nó cũng bình thường thôi. Có điều kiện thì mình tổ chức một bữa ăn, còn mà anh em thân thiết tới dự là vui rồi. Tập 3 này nè, tìm quá thật khó lắm. Có khi một ngày luôn, chưa chắc mấy em tìm được nữa. Bây giờ chiều nay sinh nhật của ông Quang mập. Giờ sao nè? Vậy thôi mình quay clip này sau đi anh. Hôm nay sinh nhật anh Quang nè, mình ưu tiên làm trước, rồi sẵn quay phim lại, rồi làm kỷ niệm luôn đúng không các bạn? Rồi được rồi, sinh nhật của em thì ưu tiên em trước đi. Quay sinh nhật cho Quang mập nha. Tính ra mày sướng ghê luôn Quang. Được anh Vinh tổ chức sinh nhật. Sinh nhật tao với anh Thanh nè, có ai làm cho đâu. Gì đâu, nghe tội nghiệp với trời. Thôi được rồi. Những bạn nào sinh trong 4 tháng gần đây nhất, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì giơ tay lên. Em không biết lỗ tai luôn á. Được rồi, 4 bạn á, đi ăn nhà hàng đi, tiết kiệm thời gian. Yeah. Có ý kiến này nè, em không thích ăn ở trong nhà hàng. Tại ăn ở trong nhà hàng các bạn, mình phải ngồi đúng chỗ nè, rồi để chén dĩa nhẹ nhàng, nói chung là không có thoải mái. Em thấy Thanh nói đúng rồi đó anh, khỏi cần phải đi ăn nhà hàng gì hết đó. Mình lấy cái tiền đó mua đồ ăn về nhà tổ chức sinh nhật giống như anh Ngáo vậy nè. Vậy là Ngáo tổ chức sinh nhật à hả? Dạ. Phải rồi, bữa anh còn quay clip up lên YouTube nữa đó. Vậy khỏi tổ chức sinh nhật cho Ngáo nữa. Lại là cái miệng của mày. Lớp tổ chức sinh nhật rồi mà giờ còn muốn vô team mình ăn sinh nhật nữa các bạn. Được rồi, giờ mình sẽ phân chia công việc nha. Ai mua trái cây? Em Thanh Quang. Đi kêu nó. Quang bị Ngáo rượt rồi. Rồi giờ ai đi mua đồ ăn? Để em với Ngáo cho. Đây đi mua đồ ăn tốn tiền lắm. Anh dạ. Đưa tiền luôn nè. Đưa 2 triệu hờ nha. Dạ. Đây rồi em đi kiếm anh Ngáo. Rồi mấy bạn còn lại thì đi mua quà. Dạ. Biết cái tiệm thú nhỏ bông ở trên Cao Lãnh mà mình hay mua không? Dạ biết. Đây. Anh Hùng 300.000. Tại vì cái phần quà này á là tiền của mấy đứa gom lại mình mua nó mới có ý nghĩa. Dạ. Rồi lấy tiền quỷ đi mua đi nha. Dạ. Này là tiền anh Hùng. Rồi đi mua đi. Tụi mình vô siêu thị mua trái cây cho nó yên tâm nha các bạn. Với lại trong đây cũng có nhiều loại nữa, lựa đã luôn. Trời kiếm táo, tao đi sao phải ăn táo á. Ừ. Hỏi hỏi kìa, lấy hỏi không? Lấy đi. Lấy lại cho. Có gì không nè đại ơi, ăn không? Dính luôn mày. Ok, mấy trái. Hai thôi. Lấy đi. Lấy vô. Lại mày. Được, cái nữa. Lấy kiếm táo đi, tao phải ăn táo mà. Hai bên đây nè, bên đây nè. Lấy mấy trái vậy mày? Tim mình đông mà lấy nhiều đi. Ừ. Cái nào? Cái được, để vô luôn. Rồi để tao kiếm mày nè. Để vô nè. Để vô. Rồi đi tiếp nè. Cái nào? Dạ. Dạ. Rồi được á. Đồ mua. Quá trời táo luôn. Táo đỏ nè. Mày mới mua táo rồi mà mua chi nữa. Rồi kiếm tiếp đi. Ê đại có cam nè, ăn không? Thôi mày ơi, cam với nhà tao ăn hoài. Tụi cứ mua. Trời ơi, sao vậy mày cũng không ăn hết trơn vậy? Gì vậy? Ghe đi đỏ, ảnh thần rồi đúng không á? Dạ các bạn, bây giờ tụi mình đã tới tiệm hải sản nè. Để vô coi có gì ngon ngon thì tụi mình sẽ mua nha. Hết giờ hải sản luôn, Ngáo ơi. Ngáo, mua mực vàng đi. Mật tim mình ăn hoài mấy em, được cái khác đi. Hí. Mua càng ghẹ dạng đi Ngáo ơi. Càng nó bự nè, nó ngâm đá rồi. Em thèm ghẹ đúng không? Hả? Thì mình mua nguyên con ghẹ sống về nhà, đục ăn chó ngon. Kìa, trong cổng kìa. Đi. Bự coi kìa. Chỉ có 600 mấy ký hả thôi. Thôi, không mua ghẹ nữa. Tỉnh gà mới cho em mua ghẹ luôn á. Dạ kìa. Thấy gì không? Tôm hùm. Bị dướng tôm mà. Mấy con tôm nhỏ rẻ mình ăn vô bị dướng các bạn. Còn mấy con tôm bự đắt mình ăn bình thường à. Team mình có 8 người, mua 8 con tôm hùm đi. Khoan, 8 con là mới đủ cho team mình à. Còn anh Vinh với gia đình ảnh nữa làm chi. Thằng này nói đúng nè, sống trên đời là phải có hiếu chứ các bạn. Mua 20 con mới đủ nha. 20 con? Anh Vinh ảnh đâu có ăn nhiều tới vậy. Ở nhà anh còn nè, cha mẹ, em trai, cô năm, dì bảy, ông nội, bà ngoại nó chi. Đây đâu không phải là sống hiếu thảo,
mà gọi là sống không biết điều đó bạn. Giờ lấy em mà ba không tâm hợp. Lấy con thằng bụi như vậy. Hai anh em mình mới mua tôm về nã bạn, con nào con nấy bự chà bá luôn. Ủa sao chưa ai vợ cho vậy? Ơi, nhớ mua tôm về rồi hả? Mới mua nè, con nào con nấy uống nu à. Vậy giữ mày. Còn mấy người kia vậy chưa? Không biết nữa. Vậy anh Vinh đâu? Sinh nhật mà, chắc anh đi mua bánh kem cho ba đứa rồi đó. Mấy anh em mình mua đồ về sớm quá, giờ làm gì ta? Rảnh thì em anh đi rửa tôm, còn ba bay đi rửa trái cây đi. Rửa tôm một mình mày rửa được rồi. Anh Ngáo lên chơi game với tụi em. Ê. Đó nè. Để anh rửa không đi. Cho em chơi vậy. Đi rửa mày đi. Em Vinh về la nữa. Để rửa đi mày. Đấy, bóc điện thoại ra nè. Vô game. Ê Quang, game đi. Anh mới mua được cái nick này 300 ngàn luôn á. Đâu? Gồ dữ lắm. Đây nè. Trời ơi, anh mới mua nick game này trên shop của anh Vinh hả? Em bị ngáo hả? Anh Vinh nghỉ bấy ngày game cả năm nay rồi. Ủa? Sao em thấy quá trời shop game Tony trên mạng luôn kìa. Tưởng shop của anh Vinh không chứ? Shop giả mạo không đó. Các bạn đừng có mua nha, không thôi bị mất tiền đó nha. À, thôi vô đi. Vô game nhanh đi. Rồi, tao quay đi phòng đi. 84763. Ok, rồi, ok. Rồi, từ từ. Dạ vô. Rồi cho anh vô chơi với, đọc ID phòng đi. 84763. Rồi vô đi. Ừ, rồi nè, vô. Ủa? Chẳng chưa? Khứa này nói chuyện vậy. Tao nè. Tao thằng nào? Nhìn lại phía sau, ngước cái đầu lên trên. Ủa? Ở đây mà cũng có camera nữa hả? Oh no. Nãy nghe nói mấy đứa đang chơi game gì đó hả? Có đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh nghe lộn đó, nãy giờ tụi em nói xóa game mà. Thằng Quay nói đúng rồi nè, xóa game chứ chơi nhiều quá có hại cho sức khỏe dữ lắm. Dạ, mua đồ về xong chưa mà ngồi đó. Dạ gọi anh ơi. Ê, mình đi rửa trái cây đi Quay. Đi đi đi. Ờ, nhanh đi. Đi đi đi. Quên nữa. Nhanh đi. Rồi, tao nè anh ơi. Đi vô, rửa thôi. Ừ, rửa táo đi hả anh? Ừ. Hỏi nè. Rửa sạch sạch cái mẩy của trời vô đau bụng á. Ừ. Tao thấy sạch rồi đó, mày kiếm gì để trái cây qua nè hả anh? Ừ. Nấu nó nè. Đó là được mày. Ừ, được rồi đó, đem qua đây. Để vô đây. Nè. Nhìn lên. Giờ tự mày. Ai đó? Làm xong chưa? Có cần tiếp gì không? Sao nãy anh nói đi chơi game mà? Tại thấy để hai đứa bay vô đây, rửa trái cây một mình thấy tội quá cho nên vô rửa chung cho luôn. Rửa xong hết rồi, giờ ba anh em rảnh không? Rảnh. Tát cái cây ra giùm tôi đi, để tôi với Vũ Thanh đi rửa tôm. Ừ, đi. Tầm này cây vô nấu nữa kìa. Thầy vô nấu chưa? Đi lên. Mày nước mới luôn nghe ngạo. Ừ, thôi. Đi 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 đi. Mày nước chưa? Mấy anh em ơi. Đây. Đây. Để đi Quang ơi. Lên đi Quang. Ừ. Nè, để lên. Ê, đưa dao tắt cái lại ơi. Từ từ. Rồi chia dễ ra. Từ người tắt đi cho lẹ. Ừ. Đây, cầm đây. Đây. Nè. Để anh ta tỏ cho. Ủa, mà lần này em mua trái cây ở đâu mà ngon dữ Quang? Mua trong siêu thị anh, em lựa đó. Ừ, em tranh thủ cắt dưa hấu ra đi nha. Dạ. Để em cắt xong cái ổ này cái. Ờ. Sao? Ủa mà tiên nữ đi mua cái gì mà lâu dữ hả? Có khi nào mấy người đó đi shopping luôn không ta? Dám lắm à. Thôi kệ đi, để em tách táo ra cho nhanh nè. Ờ, làm lẹ đi mấy đứa ơi. Ok. Okay. Xong rồi đó, mà giờ làm món gì mày? Tao cũng không biết nữa, để vô hỏi mấy đứa coi thích món gì thì làm món đó. Ừ. Đây cầm tiếp cho. Ừ. Rửa tôm xong rồi nè. Mấy anh em tách trái cây ra xong chưa? Xong rồi. Đây, xong rồi thì bắt bạn dọn đồ ăn lên nè. Ừ. Ok. Rồi lại đằng kia Ngọc. Ừ, chỗ đó mấy á. Đây nè. Anh đây. Từ từ em ơi. Rồi tôm này mình làm món gì đây? À. Nướng đi em ơi cho nó nhanh. Vậy để em lấy bếp nướng cho. Ừ. Vậy thì anh. Vậy thôi để em lấy mấy cái mũ sinh nhật cho. Anh em ở đây dọn đồ ăn xuống đi. Ok. Vậy đặng cho Ngọc ơi. Đó chưa Phượng, sắp tới tiệm thuốc bông để mấy anh chị. Cái tiệm này nè là tiệm mình hay ghé để mà mua dữ lắm. Ủa thiếu gì quà mình không mua? Tại sao sinh nhật nhất định tặng con tụi nó? Tại chị không biết chứ, em thường xuyên chơi chung với tụi nó nè, cho nên em biết.
sâu thẳm trong tâm hồn của tụi nó. Có chút xíu gì đó bánh bèo cho nên nó rất hết màu hồng, yêu sự lãng mạn, ghét giả dối nhưng rất mê những bộ. Nói chung á là mấy anh rất là thích thú bông, với lại mấy con này nè vui vẻ tối ngủ ơi cũng ăn nữa. Thế tới thiệu phút bông mà chạy mấy đứa vô lẻ đi. Dạ. Hồi nãy anh nói rồi, mấy đứa đó thích màu hồng, đưa mấy con màu hồng á, mua cho nó. Dạ. Đúng rồi. Thôi, con này dễ thương quá nè chị Thảo. Thôi đi, con này ốm nhất lắm nha. Ta chưa về họp, sao mà hỏi đi tụi nó. Mập nhất thằng Đại là cái lượng heo này nè. Đó. Chị nó có lý á, còn kiếm em hai con đi. Thôi, con heo cầm bằng sữa dễ thương quá nè. Vậy lấy con này đi. Thôi. Vậy mình mua được thuốc bông cho anh Đại đó. Mua thêm hai con nữa cho anh kia. Thằng Vũ Thanh á là cái mỏ hơi nhọn nè, tụi mình kiếm con thú bông cá chê cho nó đi. Em chưa bao giờ thấy con thú bông cá chê luôn á anh Hùng. Kiếm thử coi lỡ có rồi sao. Đúng dạ. Rồi con này được nè, lấy con này đi. Cái xấu nè, cái mỏ nhọn nhọn giống Thanh á. Được rồi chị Thảo, lấy con này đi. Bây giờ mình tìm thú bông danh quang nè. Đặc điểm của anh là gì ta? Vừa mập vừa đen. Đúng rồi, rồi. Vừa mập vừa đen. Giờ mình kiếm nè. Con nào gì mặt gì đen ta? Con này là con mèo. Con này được gì Thảo? Thôi đi, con này ốm nhất đúng chưa? Chân xì, cái chan cười đó. Đổi khác đi. Đúng rồi. Dạ. Con này người ta. Lấy con heo đen này được không? Thôi. Dạ được á. Để y chang anh Quang luôn nè các bạn. Rồi vậy đi tính tiền. Đi. Được rồi đó mày. Mày chứng chắc không lắm á. Chỉnh đồ lớn lớn đi Thanh ơi. Từ từ anh. Cho nó mau chín đi thôi. Anh thèm lắm rồi đó. Rồi. Mày chắc nướng hai mẻ quá. Đúng rồi. Thì hai mẻ mà, 8 con. Thơm rồi đó. Thơm quá anh Ngáo ơi. Thôi trở bề con giữa nè, em nó chín rồi nè. Rồi rồi rồi. Tao để tờ mình đúng em ơi nha. Ừ. Để mày đi đại. Mình đúng rồi em, béo lắm á. Lật lại lật lại. Ê, chín lẹ lẹ đi, đói dữ lắm rồi. Quá trời thơm luôn mày ơi. Ừ. Trời ơi trời, sinh nhật mà cũng mưa nữa. Mua bánh về nè, dọn đồ vô nhà anh đi. Rồi, dọn đồ vô nhà đi các bạn ơi. Mua. Rồi, chạy vô nhà luôn. Chạy vô nhà luôn. Đi đi. Mang dọn gái mua quà về. Chạy vô nhà. Vô ngồi đi Ngọc ơi. Vô ngồi đi. Vô ngồi quán. Ngồi quán. Quán lợn. Anh trời. Dại heo. Không sai sao mày lại lớn vậy. Đội mũ vô. Cho người ta biết hôm nay ai là nhân vật chính. Ôi anh đây anh đây. Ba nhân vật chính chưa gắn đèn cậy vô thổi nữa em ăn rồi. Thôi bỏ mấy cái hủ tục đó đi. Ăn đi đó mới chứ. Em hẳn đó đúng rồi đó. Mày hiểu năm nay học được hạng nhất lớp nè. Mà mày làm biến quá trời rồi. Liệu có học được hạng nhất không? Thầy nó dì ước làm cái gì? Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Sinh nhật mình phải đảm vậy? Đảm vậy? Hát chúc mừng sinh nhật đi chứ. Gom lại tặng cho ba đứa đó. Để ta tới con gì đây? Trời ơi, nhiều con heo này không gài chân TikTok hot lắm nè. Dạ. Của ai? Của ai? Đại. Đại. Trời, con cuối cùng. Đại Dương. Hỏi Dương sao trễ dữ vậy em? Trời ơi, nhà có bận gì quá anh. Trời ơi. Tao biết bữa nay anh Dương tổ chức sinh nhật cho nên có quà cho mày nhiều quá. Trời ơi. Thì bữa nay anh Vinh tổ chức sinh nhật chung cho ba đứa tao luôn á. Thôi không sao, tao có tặng quà hai này hết trước rồi. Ok, vô ngồi luôn đi em ơi. Lại đây ngồi luôn này Vinh ơi, ăn đi anh ơi. Ăn đi mấy đứa, các bánh kem luôn đi trời. Ăn đi.
Cho con tôm hùm luôn ơi. Lại con đi. Cháo nữa. Ủa sao cho dưa hấu luôn rồi? Thôi ăn đổi miếng này đi em. Vậy thôi đổi đi. Em ăn miếng này cho, anh ăn miếng này đi. Nè ăn đi. Cái tôm nè. Đại vậy hả? Đại vậy hả? Đại vậy ăn tôm đi nữa. Để quên nè. Chắc là nhiều nè. Chấm vô. Rồi các bạn coi nè, cục thịt bự chà bá luôn á. Ừ, tôi chắc luôn rồi. Ngon thiệt chứ. Tôm chà bá luôn nè các bạn. Quên nữa trời. Nó nghe nè, sinh nhật của ba bạn này, anh gửi tới lời chúc nha. Là sang tuổi mới, chúc mấy em càng ngày càng thông minh, sáng suốt, học giỏi, đạt được nhiều thành tích học tập tốt trong cái năm mới. Cảm ơn. Và để cuối năm chi lãnh thưởng cho cha mẹ mình tự hào. Dạ cảm ơn nha. Rồi Thảo nè, chị cả trong tim mà, em có chúc gì cho ba bạn này không? Chúc gì chị Thảo? Thôi cô chúc đi, như nó nè. Thôi cô chúc luôn nè. Đây để tôi. Chị ra. Hôm nay là sinh nhật của ba chú bay. Tao chúc bay học càng ngày càng giỏi, để sau này công việc thuận lợi, tiền vô như nước, tiền ra thì nhiễu giọt, được nhiều người yêu mến giống như tao vậy nè. Nói chung là tao chúc bay có một buổi sinh nhật thật là vui, thật là hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật, happy birthday. Anh thấy không khí nó đang vui, tự nhiên em chúc xong anh thấy nó căng thẳng quá Hồng ơi. Thôi gắp bánh kẹo đi ăn đi mấy anh. Chúc sinh nhật xong tao ăn tôm không nổi luôn. Tụt á. Bà ngoại. Rồi ăn đi. Ăn đi. Ăn hết nổi xem như là một món quà gửi tới cho team mình đi. Bấm đăng ký kênh, bấm like với bấm vào cái chuông để ủng hộ nha các bạn. Dọn dẹp đi, dọn dẹp. Rồi hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye. Rồi giờ dọn dẹp vô nè. Đây. Tao nói, quay. Cái gì? Ngồi xuống, ngồi xuống. Tao mới tìm được con bí kíp võ công nè. Bí kíp gì? Bí về về cách chọn gà nuôi, gà đá, gà chọi. Sáng nay, sáng nay. Ngày đó giờ nhà tao nuôi gà nhiều dữ lắm, mà toàn để làm thịt ăn không mà. Giờ có cuốn bí kíp này rồi, vào mấy hồi. Đậu đi, đậu đi. Tao tới. Đây. Xem lưỡi gà. Gì mà cười dữ vậy? Tao mới tìm được cuốn bí kíp làm giàu nè. Nè, bí về về cách chọn nuôi gà đá, gà chọi. Mày mà mua cái cuốn này về làm dinh cho mày đi đá gà.